Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Euro bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Các tín đồ bóng đá không chỉ đam mê đá bóng và xem đá bóng, họ còn nóng lòng theo dõi tin tức về các trận bóng. Vì vậy, Mr. Euro là nơi lý tưởng để bạn thỏa mãn đam mê của mình. Đừng quên theo dõi Euro thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của tụi mình nha. Xin chào! Huấn luyện viên Fabio Capello từng chia sẻ, Ronaldo quan trọng với Serie A, mọi người đều nói về bóng đá Italy khi cậu ấy gia nhập Juventus, và điều đó không sai. Tại Italia, Ronaldo đã phô diễn mọi thứ anh có, mang về những trận cầu mãn nhãn và khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Sau đây, hãy cùng điểm lại 9 trận đấu CR7 đã chứng minh sự vĩ đại của một siêu sao tại Italia. Ở vòng 17 Serie A mùa 2019-2020, Cristiano Ronaldo đã mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Juventus trước đối thủ Sampdoria. Đáng chú ý, pha ghi bàn ở phút 45 của siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo gây kinh ngạc khi bật nhảy tới 2,56m. Sức bật trong pha bóng là thành quả cho nỗ lực tập luyện siêu phàm suốt chiều dài sự nghiệp của Ronaldo, trong khi chính CR7 trước đó thú nhận cảm thấy không thoải mái vì một vết đau đầu gối. Bàn thắng này gây sốt cho đến nay không chỉ trên mạng xã hội mà khắp các tờ báo thể thao hàng đầu ở Ý cũng như thế giới. Ngay cả huấn luyện viên lão luyện Claudio Ranieri của Sampdoria cũng nói với giọng đầy thán phục. Trận cầu tâm điểm của vòng 7 Serie A mùa 2019-2020 xứng danh Derby Italia. Một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất trong trận thư hùng này là Ronaldo đã thi đấu rất ấn tượng. CR7 một lần đưa được bóng vào lưới Inter Milan ở phút 42, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do đồng đội Paulo Dybala đã rơi vào thế việt vị trước đó. Bộ đôi người Argentina của Juventus, Dybala và Higuain là những ngôi sao của trận đấu này khi trực tiếp ghi bàn giúp đội bóng giành chiến thắng. Trong khi với Ronaldo, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, siêu sao người Bồ vẫn nhận được vô số lời khen với màn trình diễn xuất sắc của mình. Kết quả, Juventus giành chiến thắng 2-1 trước Inter Milan ngay trên sân khách. Khi bước vào trận đấu với Udinese hồi tháng 5 năm 2021, Juventus đã biết mình chính thức trở thành cựu vương tại Serie A sau 9 mùa liên tiếp thống trị giải đấu. Có lẽ vì tinh thần bị ảnh hưởng nên bà đồng già thi đấu có phần bạc nhược trong những phút đầu của trận đấu, thậm chí còn bị dẫn bàn ở ngay phút thứ 10. Tưởng như sẽ phải nhận một trận thua đau đớn nữa thì Juventus bất ngờ nhận được món quà đáng nhớ. Phút 82, cú đá phạt của Ronaldo đã đưa bóng chạm tay De Paul và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ronaldo không mắc sai lầm nào quân bình tỷ số trận đấu. Kịch tính của trận đấu vẫn chưa dừng lại ở đó. Tới phút 90, Ronaldo một lần nữa hóa thân thành người hùng khi đánh đầu chính xác sau quả tạt từ bên cánh trái của Adrian Rabiot, ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus. Một cơn địa chấn đã xảy ra ở vòng 14 Serie A khi trận Juventus với Fiorentina kết thúc với thắng lợi 3-0 nghiêng về phía đội khách. Ronaldo dù rất nỗ lực và chịu khó dứt điểm nhưng chưa đủ để đội chủ nhà tìm được bàn thắng. Đáng chú ý, ở phút 57, Ronaldo đã có pha ăn mừng hụt khi đưa được bóng vào lưới Fiorentina bằng pha đánh đầu cực mạnh. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận bàn thắng do xác định siêu sao người Bồ Đào Nha đã rơi vào thế việt vị. Dù sao thì CR7 cũng đã làm hết mình. Trận này anh có đến 11 đường rê bóng. Một cầu thủ ở tuổi băm nhưng vẫn làm được điều này thì quả thực là đáng khâm phục. Now my homies acting like I'm done extending out my arm.
Made a lot of money from my palms. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way. Làm khách trên sân Cagliari ở vòng 27 Serie A mùa vừa qua, Juventus chịu sức ép không nhỏ về tinh thần sau khi bị Porto loại ở đấu trường Champions League. Nhưng cũng từ thất bại đó, các nhà đương kim vô địch Serie A đã trở lại mạnh mẽ. Không ai khác, chính Cristiano Ronaldo là nhân vật chính của Juventus ở trận thắng Cagliari. Chỉ sau 10 phút thi đấu, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch. Tới phút 25, Ronaldo đã mang về cho Juventus quả đá phạt đền và đích thân anh đã thực hiện cú sút 11m nâng tỷ số lên 2-0. Không dừng lại ở đó, với sự hưng phấn về tinh thần, CR7 đã hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình chỉ sau hơn 30 phút thi đấu. Ở phút cuối cùng, Ronaldo có cơ hội ghi bàn thứ tư nhưng thủ môn Cragno rơi cấm địa kịp thời để chặn bóng. Có thể nói, tiền đạo sinh năm 1985 đã tỏa sáng rực rỡ giúp Juventus vượt qua Cagliari với tỷ số 3-1. Cristiano Ronaldo chói sáng với cú đúp mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Juventus trước chủ nhà Inter Milan ở lượt đi bán kết Coppa Italia. Cụ thể phút 26, cơ hội đến với Juventus khi VAR can thiệp và cho đội khách được hưởng penalty trên chấm phạt đền. Cristiano Ronaldo tung cú dứt điểm trái phá đánh bại thủ môn Samir Handanovic. Phân phấn sau bàn gỡ, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình dùng ép Inter Milan và Cristiano Ronaldo một lần nữa tỏa sáng đem về bàn thắng thứ hai cho đội khách. Phút 35, hậu vệ Stefan De Vrij mắc sai lầm với tình huống phá bóng thiếu dứt khoát sau đường trả bóng về của đồng đội, tạo cơ hội cho Cristiano Ronaldo cướp bóng ngay mép vòng cấm. Do thủ môn Handanovic đã băng ra khỏi khung thành nên Ronaldo đã không gặp khó khăn để đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Juventus. Thi đấu vượt trội về chiến thuật và tinh thần, Juventus sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8. Trong trận đấu này, CR7 đã nhiều lần phô diễn kỹ thuật cũng như sở trường của mình. Trong một pha đua nước rút với hai hậu vệ Milan, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có pha dứt điểm ở tốc độ cao nhưng vẫn chưa đủ khó để thành bàn. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn tìm được bàn thắng khi có mặt đúng chỗ để đón bóng bật ra sau cú sút của Douglas Costa. Pha đá bồi rất căng của anh không cho Donnarumma cơ hội cản phá. Pha lập công này của Ronaldo góp phần giúp Juventus đánh bại AC Milan với tỷ số 2-0. Ở trận này, Andrea Pirlo để Ronaldo dự bị và xếp cặp tiền đạo đá chính là Morata và Dybala. Khi Ronaldo chưa vào sân ở hiệp 1, Juventus với giá trị đội hình ra quân gấp hơn 20 lần Spezia đã chỉ sút 4 lần về phía khung thành đối thủ và tỷ số là 1-1. Song khi Ronaldo vào sân, mọi thứ đã thay đổi. CR7 mất 3 phút để chạy chỗ khôn ngoan và nâng tỷ số lên 2-1 sau khi đi bóng qua cả thủ môn Spezia. Juventus sút trúng cầu môn Spezia thêm 3 lần trong khoảng 46 phút tính cả bù giờ mà Ronaldo có mặt trên sân. Tất cả đều chuyển hóa thành bàn thắng. Ronaldo có thêm một bàn từ chấm phạt đền vào cuối trận để ấn định tỷ số 4-1. Juventus đã gặp khá nhiều khó khăn trong trận mở màn năm mới 2020 khi không thể có được bàn thắng vào lưới Cagliari trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Ronaldo trong hiệp 2 với một cú hat-trick cùng đường chuyền dọn cổ cho đồng đội Higuain đã giúp Bồ Đào Nha thành Turin có chiến thắng tưng bừng 4-0. Các pha lập công của ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn thể hiện rõ đẳng cấp, tốc độ, khả năng chạy chỗ và kỹ thuật dứt điểm đỉnh cao. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp. Siêu sao sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập hat-trick ở 3 giải đấu Premier League, La Liga, Serie A. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Italia.
Vừa rồi là 9 trận đấu Ronaldo khẳng định đẳng cấp tại Italia. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.